quay nhìn xong, nhìn xong quay xong rồi có đúng tốc độ không không? Quay tốc tốc độ không nữa đúng. Chèo thuyền đây, tao bấm tỉa, trong này là mày quay luôn. Rồi. Đó. Kéo sắc nhỉ. Cứ giật giật giật. Thích thế. Nghe tiếng. Thích thế. Tôn cũng không chèo thuyền. Đúng tốc độ không không? Là sai. Trước cái năm chú ấy năm trước là bà Hồng ở Hà Đông giả 10 triệu không bán. Bây giờ 10 triệu không bán. Đây này đầu tôn không đây. Đầu tôn không gì này nó hơn. Cái xanh quê nhá. Xanh quê. Có đá từ năm 1990. Trẻ. Lâu đấy. Không phải là mới đâu. Gần 30 năm rồi. Quê. Đúng không? Mày hết đi. Chèo thuyền. Đá tay mèo nhá. Ừ, đá tay mèo. Vào lâu nha. Đá tay mèo dưới thả nước. Nước lâu rồi, nó thẳng vào từ năm 90. Mát thật, giờ mát thế. Không phải là mới đâu. Có cái cây khế này nó tỏa bóng mát chưa? Cái này trước phải đá 30 triệu, nếu bán giờ cần đang làm đường nó phá được, nếu em cần bán đấy có phải mua. Thế. Mẹ, cứ nâng nỉ vào để cho em cổ về Hải Phòng. Nếu hoàn. Bây giờ nó đang giải tỏa làm cơ bản là chưa có người biết đến chỗ chưa biết là nhìn cây nó khỏe này thích khỏe lùn thế này. Cái này dòng cái thời khế nó dòng từ năm 2000. Ừ. 2000 nhưng mà hồi dòng nó đã to cổ tay rồi. Cái đấy là to rồi. To cổ tay rồi, cao 2 mét. Mà gần 20 năm. Đây cái tác phẩm này đẹp đấy. Rồi. Cho nó rõ nét cái đã. Báo 10 triệu nhá. 10 triệu. Nó thả vào năm 90, bỏ đá lâu rồi. Ừ. Xanh quê đẹp, đá đẹp đấy. Rõ ràng bạch nào. Đấy, bạch nào mà muốn đến xem tận nơi thì cứ đến giao lưu thôi. Tuyển. Rồi. Nó đang phun rồi mà. Cắt này ba hôm nữa nó lại phun rồi. Đấy mẹ, cho nên là tôi làm cây là mùa mưa nó cho cắt cây hại cây lắm. Cắt tụi tuôn nhựa ra không có chảy máu vào sau cây xong nó tái nhợt. Chèo thuyền này. Đúng là chèo thuyền theo dòng nước. Quê mà nó đẹp nhỉ. Cái dưới này 17 triệu. 17 triệu. Cái dưới đấy. Đấy. Tự sinh tôn. 13 tháng đấy. Để chốt cái tôn không này phát là 10 triệu. 10 triệu. Đấy, bệ dưới này này. Hôm đá này. Nó lâu, năm 90 rồi. Hôm đá 30 năm rồi. Đấy, đá tay mèo dưới thả nước. Dưới thả nước. Rồi. mười bảy triệu với cổ cao khoảng 1 mét không đến không đến 80 thôi 70 thôi cả chậu khoảng 80 thôi đó 80. Hôm trước thấy cái cây dưới 18 triệu của chú đó, chú Hùng có đang để vào kia cái cây mà để bàn uống nước này lúc của tao mày xuống tao mua
đấy. Đấy, tăng bộ của Thúy Anh ở dưới nhà quán Trạch ở Văn Giang đấy. Nghệ thuật nhỉ. Về chú Hồng chú thích quá. Cái mua tao mua hồi tao mua đắt lắm, hồi tao mua cái nào là 1,5 triệu. Đúng, lá lá đẹp thế nhỉ. Cái năm 2000 mấy về cái đồng nó mùa rét căm căm thì mẹ đi cho vào đá chứ có mẹ. Ôi giời. Cây mình đừng vội đúng không? Mình mặc 5 7 áo còn rét. Đây rổ ra cho vào đá thì thử chịu. Ờ cái là mùa ấy là khô luôn. Làm xanh cũng tắt. Đấy. Cái dưới này lá nhỏ nhỏ thích thật. Dày. À đúng là thời gian. Dày dày. Bệ đây. Bệ thì không chê được. Bệ không chê được. Đấy cái củ. Rất đầy, bông tán rất đầy. Như mâm xôi. Bông nào cũng đầy. Về chỉ có cây đầm nếu đẹp phải làm phải tháng 9 tháng 10. Vâng. Hành khô là thu bé tí. Đúng rồi. Dưới đây. Đây là mai làm xong được tuyển xem. Đây là tháng 8 thay chậu. Cái là bóng này. Lực lụt lực. Bám ra pháp trường. Đây, trong quay cả tác phẩm tuyển đưa vụ đấy. Tiểu lưu vụ này đã xuất hiện một lần đấy rồi. Giả 5 triệu ở đây không bán đây. Đấy. Đồng giả 5 triệu có thằng ít tuổi như mày ấy. Bảo chú để cháu 5 triệu. Bảo không. Nói 8 triệu bất mày tí đi. Hôm ấy cháu biết rồi cháu ngồi đấy. Đấy nó giả 5 triệu không bán đấy. Tiểu lưu vụ. Hòa thân thì có mua 5 triệu được. Lưu vụ phải 8 triệu. Đấy. Dây tìm. Thế là phía tới là mang những con nào đi chú? Có quay đây hết giờ mới quay được cái cây xanh này. Cổng làng đúng đại bóng trông đấy. Và cứ như là bôi mỡ à, mưa mà vì nó mưa chị... mà mưa là chẳng qua là chị... nó phân tử đạo. Vâng. Nó kích cây kinh khủng. Mùa mưa này mà mưa sấm chớp là tốt lắm. Bỏ ra mà vặt bầm không kịp. À. Đu nó bật. Con này là bao tiền chú nhỉ? Yeah. Cái này 12 triệu. Nhìn thích nhỉ? Trực. Cao ở 50 phân. Già. Nhìn cái lá như vẽ. Là giấy ôm cổng làng. Cây đẹp nhất về chúc tuần tháng 8 của nó. Vâng. Anh heo. Phát triển cây đấy. Đấy, con này cột cá nát đấy. Con chưa 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 là để chặt tám mới thấy chồng. Tí nữa chắc phải nghế còn đi không? Luôn được. Dây tím. Vừa mới cắt đấy. Rất điệu đà nhà. Điệu đà. Đang ấp ủ. Đó. Để biết. Suối mini. Đấy, con chuối này, à hôm nọ con chuối này các ông có hỏi bao tiền? Con chuối này. Lên 1 triệu. Xếp họ. Đang ở đâu? Đấy, chuối 1 triệu. Cái chậu rất đẹp nhỉ. Chậu này. Lai bao giờ ngủ hết. À, mini. Quái. Muốn quay cây này mà nó
đang ung tùm chưa nhìn được. Nói chung là một cái cốt hay đấy, nhìn sơ sơ là thấy một cái cốt hay. Linh Sam. Gia bì. Con xanh mà ôm cái cổng này thì là bao tiền chứ nhỉ? 8 triệu. Con này này. Cổng này. Đúng đa ông đấy. Ta quay Facebook, ta quay thằng làm ấy luôn. Nó dán lên bên nó một. À, đúng rồi. Nó cắt ra một chậu. Đúng rồi. Quét xi măng vào mái nó dán. Đúng rồi. Tỉ mỉ lắm. Đây, cái này hay này. Giá hợp lý không nào để mà lấy cái này hay. Rất là bệ rất hay, cái này bệ rất đẹp. Đấy, dọn dàng cái để quay cây đây. Đây, nó căn bả cái này lên, bả cái này. Cây hoa giấy ạ. Cây đấy 5 triệu luôn. Rồi, đấy nó cây này kìa. Cây ôm đá này kìa. Đấy, bây giờ nhìn thấy. Quái. 5 triệu. Rất quái. Rồi.